chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại bây giờ là Ngọc đang chuẩn bị để có thể đi ra ngoài. Hôm nay các bạn ăn một cái nhà hàng được đánh giá là chuẩn của Michelin. Nói về Michelin á, là giống như là khi mà các bạn ở trong cái lĩnh vực mà nhà hàng á, thì không phải nhà hàng nào cũng được tiêu chuẩn của Michelin đánh giá cho cái đó là tốt, nhưng mà cái nhà hàng nào mà có được á, là cái nhà hàng đó sẽ ngon và nói chung là đạt những cái tiêu chuẩn mà Michelin đưa ra. Michelin là một cái giống như là trong cái giới ăn uống á, thì người ta có một cái Ngọc phải nói sao ta, thôi để Ngọc lên Ngọc search đi rồi cái Ngọc ghi những cái dòng chữ dưới cho các bạn hiểu rõ thêm, chứ còn Ngọc nói thì cũng không có rõ. Bây giờ thì ăn uống gì đó, đánh răng đánh đồ xong hết rồi. Bây giờ trước khi Ngọc đi ra đường nè, những cái mà Ngọc đem theo để Ngọc skin care cho Ngọc mỗi ngày nè. Thứ trước tiên Ngọc sẽ cho một chút serum của nhị hoa ngày tây lên nè, mỗi điểm một giọt, xong rồi thoa đều. Có những lúc Ngọc làm skin thì Ngọc đem nhiều, còn có lúc không ấy thì mình đem bao nhiêu đây là đủ rồi. Serum được chiết xuất từ nhị hoa ngày tây nè, đó các bạn đưa lên cái này trước ha. Xong rồi cái bước tiếp theo đó mà Ngọc làm đó là cái này, đây là cái kem truyền trắng ban ngày của Hàn Quốc. Thì khi mà cái này đó là các bạn sức lên nó vừa dưỡng da cho các bạn nè, mà vừa là có một cái lớp giống như foundation nhẹ, bây giờ mặt mình không phải cần make up, vừa dưỡng da mà vừa che những khuyết điểm của mình á. Ai mà ha, chứ còn mấy cắp mấy cái đồ nó lâu quá không? Đó, các bạn thấy Ngọc để lên da mặt này phải không? Chung với lại cái nhiều cái serum ở dưới. Rồi đó, như vậy là xong rồi đó, Ngọc là xong rồi đó. Các bạn thấy nhanh gọn lẹ không? Da mặt Ngọc hồi nãy khác với lúc trước, đó là hai cái chai này buổi sáng cực kỳ tốt rồi, xong rồi mình sức chống nắng lên. Rồi buổi tối á, đi chơi về hết nguyên một ngày, Ngọc sẽ rửa mặt, xong rồi Ngọc sức cái serum này lên và Ngọc sức cái kem dưỡng ban đêm của nhị hoa ngày tây này lên. Cái sản phẩm này là ở Mỹ có, Việt Nam có, các bạn muốn mua ở đâu thì cứ nhắn tin kênh mình hoặc là coi cái dưới Ngọc để dưới đó cái website của Ngọc, một số điện thoại của Ngọc ở Mỹ với lại số điện thoại của anh Bảo với chị Ngân ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì hiện tại là chưa có ship hàng được, nên là mọi người cứ đặt hàng đi, rồi cái chừng nào mà có được ship hàng á thì bên Ngọc sẽ gọi điện thoại cho các bạn trước khi đặt hàng. Cái này là của Pháp nha các bạn. Rồi thôi, ok, vậy là xong. Bây giờ quên chưa xong, còn xong môi nữa. Đây, xong môi này là bữa mới ghé mát mua nè. Bây giờ các bạn hỏi xong môi về số mấy này, bây giờ mới để ý nè, 547. Cái gì? Nghe xong môi là kêu xin coi liền à. Thế xong rồi 547 nè mọi người. Thôi không được, còn nhỏ không có xong môi. Thôi chút xong không có xong môi. Ôi, mới trong môi mà, chọn nhỏ mới trong môi mà không có. Thôi, đừng có hôn tôi. Tạ a la. Rồi, đây nó nghe nè. Thôi, không có xinh, không mẹ, không có hôn mẹ. Mami, sắp. Được rồi. Trời. Ớn ăn chưa? Con điệu hạnh. Thôi, mà không có mặc bộ đồ này. Đúng. Đến trời ơi, nó điệu hạnh kìa, nó dính ra kìa đó, dính chưa? Thôi nghỉ không hung nữa, bước xuống, cảm ơn, khỏi hung. Đây nè cô chú, hai mẹ con mới đi mua hai chiếc cài. Trời ơi, cái bộ đồ của nó mặc hôm nay á hợp với cái cài này hơn. Tôi kêu nó đưa tôi, nó không chịu đưa tôi. No. The blue one on her. I told her but she doesn't want to. Honey, the look at your dress. Yeah. Con phải đổi với mẹ cái này. Mẹ phải màu pink, con màu này tôi mới hợp với cái váy con. Daddy do it for her. Đúng rồi, mẹ đâu có. Nhưng mà cái đôi dài mẹ có, mẹ không có pink, nhưng mà đôi dài mẹ có nè. Thấy chưa? Perfect. Đôi dài mẹ có màu pink nè, nên là mẹ con màu mang màu pink được, thấy không? Mà con bò con cài lên cho mẹ đây. Hả? Hai mẹ con đi vô mua hai cái cài. Thank you.
Hôm nay cái video clip này là Ngọc sẽ thu âm nữa các bạn. Tại vì trong nhà hàng người ta mở nhạc nên là Ngọc nói chuyện không có được, sợ mọi người nghe không rõ. Nên là Ngọc thấy cái cách thu âm này nó rất là giúp cho mình nghe được rõ hơn. Mặc dù nó không có sống động như là thực tế thôi, mọi người thông cảm giúp cho Ngọc nha. Thì Ngọc rất là thích cái cách bài trí của cái nhà hàng này các bạn. Các bạn coi cái dĩa trước mặt chay kìa, rất là đẹp luôn. Hôm nay Ngọc kêu ra mấy món á. Thì cái món đầu tiên này trước mặt mọi người đó là cái món thịt kho. Tưởng tượng giống y như là thịt kho rượu của Việt Nam mình vậy đó các bạn. Nhưng mà Ngọc cảm thấy là trong đây không có nước mắm, nó chỉ có là giống như nước tương, rồi người ta kho rất là mềm, ăn rất là béo, ăn chung với lại thịt ba rọi. Rồi ở trong đó hình như là có cái gì mà có cái ngôi sao á các bạn, mà mình thường thường mình dùng để mình nấu phở á. Ngọc không biết kêu cái tiếng đó, cái tiếng Việt là cái gì nữa, mà người ta có bỏ vô thêm cái đó nữa cho cái mùi của hương vị cho cái món này. Chay là đi đâu cô chú cũng thấy không, cơm nè, thịt nè, đó kêu vậy ra cho nó ăn đó. Chủ yếu kêu món thịt này cho nó ăn, mà ai ngờ thịt này ngon nha cô chú nha. Nhưng mà để cho chay ăn trước đã, với ba chay ăn trước đó. Con ngồi múc kìa chay. Chay bữa nay Ngọc thấy cái phong cách của chay là đeo cái đó với lại mặc cái bộ đồ nó hợp với phong cách của nhà hàng này ghê. Cô chú thấy không, ở đằng sau lưng nó cái ghế á, cũng là cái màu xanh giống như cái cài. Rồi ở trên cái bức tường đó thì cũng có cái màu giống giống như cái bộ đồ hôm nay của chay nữa. Nói chung là hôm nay là cái chương trình này là của chay. Nói vậy đi cho cô chú dễ hiểu. Chồng Ngọc anh rất là thích ăn cái thịt này luôn các bạn. Các bạn để ý đi, anh ăn mấy cục liên tục luôn á. Tiếp theo đó là đây là một cái món mì mà ở dưới là nước tương các bạn, rồi có thịt bằm, rồi có dài cái cọng cải luộc vô trong đó. Ngọc thấy người ta kia cũng có kêu nên Ngọc kêu thử xem như thế nào. Thì cái dao, cái vị của cái mì này đó các bạn, đối với Ngọc á thì nó hơi chua chua, nó hơi mặn mặn, đó là tất cả của cái vị đó thôi. Chồng Ngọc anh kêu bánh bao chiên nha, chấm chung với lại sữa đặc nè, coi được đời không. Mà Ngọc thì Ngọc chưa có dám ăn cái đó trước, tại vì nếu mà vô quất thêm cái đó là thấy no rồi, đâu ăn được mấy món khác. Nên là Ngọc chừa cái món đó, Ngọc ăn cuối cùng. Ngọc thấy ăn chắc Ngọc đợi lâu quá nên là ăn nó không có được giòn, nó không có được ngon như là Ngọc tưởng tượng. Nhưng mà chồng Ngọc anh thích. Để gấp cho chay cục thịt ăn nè. Cho cái mặt thấy ghét ghê chưa cô chú. Bữa nay mặc bộ đồ này cài cái kẹp đó hợp dễ sợ luôn. Ở dưới của cái nồi này các bạn, người ta có bỏ một cái đèn cầy để dưới, để cho cái đồ ăn của mình lúc nào cũng lại ấm nóng nóng hết á. Hay á chứ. Đó, giống như cái đầu video Ngọc đã để thì mọi người đã biết cái nhà hàng mà chuẩn của cái Michelin là cái gì rồi đó. Nên là khi mà ai tới New York thì Ngọc cũng hy vọng là nếu mà mọi người có tới gần gần ở đâu đó đó, cứ tới thử cái nhà hàng này. Nhà hàng này tên là Blue Willow. Các bạn cứ lên Google search là có, bây giờ dễ lắm. Muốn biết cái nhà hàng nào sao cái mình lên bấm lên Google không à. Thế Ngọc tới những cái nơi mới Ngọc cũng đâu có biết chỗ nào, toàn là lên Google không. Tiếp tục cái món tiếp theo ở đây các bạn thấy đó, đó là thịt vịt quay, giống như là vịt quay Bắc Kinh vậy đó. Nửa cái này là cỡ nửa con á các bạn. Chay Ngọc biết nó thích ăn da nên là Ngọc gấp da cho nó. Rồi cái Ngọc chuẩn bị xin cái dao để Ngọc cắt ra. Chồng Ngọc anh là người kêu cái vịt quay á. Bỏ cũng bài bán á chứ hả. Mấy cọng hành với lại dưa leo bỏ vô miếng thịt vịt cuốn vô. Cuốn bài bản chưa, quá bài bản luôn. Rồi chấm với lại nước so, nước tương. Tương này ăn giống giống như tương ăn phở vậy các bạn ơi. Bài đặt gấp nữa đó, thấy không cô chú. Cái chú kia đưa cho nó cái ống hút, nó nói thanh kiều là cảm ơn á, tự động luôn á chứ không có nhắc á. Thịt vịt rất là mềm giòn thơm. Còn quên đây nữa, đây là cái dĩa này là dĩa hoành thánh cay nè. Cái hoành thánh cay này là các bạn biết gì không, cái quán này thì người ta làm rất là nhiều về cái Sichuan pepper,
Có nghĩa là cái loại ớt á, mà khi ăn vô á, nó làm cho cái miệng mình, cái lưỡi mình bị nâm á, là bị tê á, chứ không phải là cay. Thì cái nhà hàng này là người ta có rất là nhiều món như vậy, nên là khi mà cái ớt á, mà ăn chung với lại cái hoành thánh đó, đó thì là giống như là hoành thánh mà trụng chung với lại ớt sa tế của Việt Nam mình vậy đó. Mà cái này á, thì nó lại khác. Đó, có dao ra rồi ba chạy cắt thịt vịt cho chay đó. Nhắc da vịt chưa? Ăn. Bày đặt khó tính. Ngọc nói ba chay là cắt hết lên đi rồi cho nó ăn sao. Nên nó nghe lời vậy là cái nó làm vậy đó, nó kêu là mẹ nói á. Không biết là lúc khúc đó Ngọc đang nói gì với con chay nữa không biết. Giờ Ngọc thử ăn cái mì trước nè. Cái cảm giác khi Ngọc ăn cái mì này vô, Ngọc nói trời ơi cái mì này nó chua các bạn. Nó chua chua tại vì người ta bỏ giấm á các bạn, chỉ là giấm với lại nước tương thôi, thì các bạn tưởng tượng đi, nhưng mà cái mùi chua của nó nhiều, mùi chua và mặn. Nên là nói chung Ngọc cũng không có thích gì mấy cái mì này. Ăn được được cho vui cho biết vậy thôi. Miếng thịt bằm đồ vậy đó. Chứ còn ngon thì nó ngon, thì nó chưa hợp khẩu vị của Ngọc. Chứ Ngọc không nói là dở nhưng mà không có hợp khẩu vị. Rồi bây giờ uống vô miếng nước để cho cái miệng mình nó sạch sạch một chút để mình ăn cái món tiếp theo. Món tiếp theo là hả đó, hoành thánh cay đó. À, mình ăn ớt sa tế đó, ở dưới đó có ớt sa tế với lại nha. Hình như ớt sa tế không thì phải, không có nước tương. Ăn vô chỉ có nghe cái mùi sa tế thôi, giống cái này giống như sa tế của người Hoa. Ừ, vậy đi. Ở trong cái thịt của nó cũng ngon lắm các bạn. Thịt ngon, sa tế nói chung là cũng ăn cũng. Ngọc thích cái món này hơn là cái món mì. Nói chung là không có tệ. Ngon. Cái món mì thì nó hơi chua đó với Ngọc. Ngọc tưởng cái mì thì tại vì nói chung cái khẩu vị mình thì không có quen ăn cái gì mà nó chua, nó bỏ giấm nhiều quá đó, thì mình không có quen cái khẩu vị. Cái đũa đó gấp bị trợt quá, cứ rớt xuống hoài, kỳ ghê, cái đũa ngộ ghê. Không lẽ cái hoành thánh còn sống? Cái qua cái nhà hàng này là các bạn thấy đằng sau lưng có bán rượu không? Thường thường những cái nhà hàng mà có giấy phép bán rượu á, là cũng lớn lắm á các bạn. Tại vì khó có khó cái bằng rượu để bán trong nhà hàng á, cũng khó lấy lắm. Bây giờ là tới Ngọc qua thử cái miếng vịt nè. Ngọc thì Ngọc mong ăn hành nên là chị Ngọc có chỉ lấy vịt với lại dừa thôi. Dừa leo. Cuốn lại. Rồi, chấm. Béo béo, thơm thơm. Không, vịt quay đây làm ngon các bạn. Vịt quay đây làm là tình ơi xin ngủ yên luôn á. Ở chay á, bà nói hả record me, bà quay qua bà đó ba quay con đi ba. Dạo này chị cũng khoái quay phim lắm nha cô chú nha, rất là khoái quay phim đó, đưa câu rồi này kia, bắt chước mẹ rồi này kia đó à, dữ lắm nè, YouTuber tương lai mà ngon các bạn. Bây giờ là xào quốc miếng cơm ăn chung với lại thịt thịt heo. Đó là cả gia đình chỉ kêu bao nhiêu đó món thôi đó các bạn. Ngọc kêu chồng Ngọc qua quay sát sát vô cho mọi người cùng xem. Đó, mấy miếng thịt ra không? Ăn thử miếng trước đã coi sao. Mời mọi người đó. Đó là thấy nó mềm liền. Y như là kho rượu mà kho rượu kho rục luôn á. Béo ngậy à. Không có thơm, không có nghe mùi nước mắm. Đó, bà đưa bà kêu quay bả đó. Quay được đời không? Thường thường cái món này người ta có làm hai kiểu hai loại nha các bạn. Một loại á, là người ta cắt một cái cục thịt bự y như là mình kho rượu vậy đó. Còn cái loại này thì mấy cái người này người ta xắt cái cục nhỏ 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 giống như kho tiêu. Nhưng mà thấy ăn những cái cục nhỏ nhỏ này đỡ ngán hơn. À quên nữa, ở trong đó có cải á, các bạn, cải thà, cải thìa á, người ta có để trong đó nữa. Cái mình gấp ra mình ăn đỡ ngán lắm các bạn. Ngon các bạn, rất là ngon. Nhưng mà nguyên cái nồi đó thì Ngọc ăn không có hết đâu, nó phải đem về. Chay là ăn no rồi, bây giờ muốn đi tung tăng rồi đó. À, ngon, ngon, có lý.
Nói chung là ở New York, thật sự nói về đồ ăn của New York thì cảm thấy là ngon. Chết, Ngọc ăn nhầm vô cái gì đó, cái gia vị niêm ở trong đó rồi. Ăn nó thơm cái mùi của cái hạt đó lắm. Quay gần vô cho mọi người coi cho hấp dẫn. À, mì chua, đối với Ngọc mì đó gọi là mì chua. Hoành Thánh là sa tế. À, không ăn được lắm các bạn, món đó ăn được. Món mà thấy không, hai món mà ngon nhất là chỉ có cái dịch với lại cái đó thôi. Bà chay đứng mới đứng mới nói gì kìa, không biết nhưng không nhớ nói gì luôn. À, nó đang kể câu chuyện là mẹ có nhớ bữa đi công viên á, cái có em bé kia em kéo cái tay áo lên vậy không? Ừ đúng rồi, tự nhiên lâu đâu giờ thường thường ưa nhớ bài like lắm, chuyện gì mà chắc khắc khắc cốt ghi tâm đồ này kia nhớ bài like lắm. Vớt thêm đũa mì. Miếng dịch nữa nè mọi người. Cái nước tương ăn phở thì các bạn biết rồi, nó ngọt 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 vậy đó. Dễ dàng ăn, nó dễ, ai ăn cũng được hết. Dịch quay mà chấm với tương ăn phở thì thật sự ai ăn cũng được hết, không có khó ăn cho ai hết. Chỉ có ai mà không thích ăn thịt dịch thôi. Bà chay nói hả là hả ăn ngon thì cái bụng vui, happy đó, vui đó. Coi hành trình để ăn được cái cục Hoành Thánh nó khổ lắm. Ăn uống cũng khó khăn lắm chứ đâu phải giỡn đâu các bạn. Phải có nghệ thuật cầm đũa. Cái cách cầm đũa của Ngọc á, Ngọc nhìn lại nhìn y như Ngọc đang chèo thuyền vậy đó. Coi cái tay cầm đũa kìa. Bốn ngón rồi cầm y như là cầm chèo thuyền mà cầm xè bài đánh bài. Vậy đó. Cái thu âm mà nói qua cái giọng này cũng hay á các bạn ha. Ưng nói gì nói à. Ngồi thích nói thích gì nói đó. Chứ không có phải là sống động như là cái live bình thường. Quay trực tiếp luôn. Ai cũng no đó, chồng Ngọc cũng non, chay cũng no rồi đó, ráng ép nó ăn xong. Cho nó ăn được non chén cơm vô bụng đó là thấy nó ngày đó là thấy khỏe rồi. Ngọc vớt thêm cuốn này nữa đi, thịt vịt này nữa đi. Không, một chuyến đi New York của Ngọc cảm thấy rất là hoàn hảo luôn á các bạn. Từ đồ ăn cho tới tất cả những địa điểm đi chơi, quay được những cái video clip cho mọi người cùng xem, mọi người rất là thích thú thì cũng làm Ngọc cảm thấy rất là vui. Tại vì khi mà mình làm một cái gì đó mà được mọi người yêu thích á, cái cảm giác của nó vui lắm các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ, xem những cái video clip của gia đình, chờ những cái video clip gia đình ra. Rất cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mà không có mọi người thì thật sự không có hồi ở family của ngày hôm nay đâu. Ngọc chỉ hy vọng sao cho Việt Nam mình mau mau sớm qua dịch để cho mọi người có thể đi chơi, có thể đi những cái quán mà mọi người thường tới, ăn những cái món mà mọi người yêu thích, đi những cái nơi mà mình muốn đi. Cảm thấy rất là hiểu được cho cái Việt Nam mình hiện tại như bây giờ luôn á. Khó khăn rồi hả, tù túng, không ra đường được, không ăn uống gì được hết. Mấy tháng trời chịu sao nổi. Chay giờ là nhảy qua ngồi với mẹ đó cô chú. Giờ là nó ăn no rồi, thôi cho nó đi đâu làm gì làm đi, ráng ép cho nó ăn. Ngọc ăn có tật uống nước. Ngọc ăn mà không uống là Ngọc ăn không ngon. Nào giờ quen rồi. Nó ráng ép thêm miếng nữa thấy không? Ai mà làm mẹ mà không ép con là chưa có biết được cái nỗi khổ mà ép tụi nó ăn như thế nào. Cực dữ lắm. Nó ăn được muỗng rồi nó là mình trong bụng mình còn mừng còn hơn mở cờ nữa. Nó khoái cái sữa đặc này nè đó, lấy cái tay chấm chấm vô hoài đó. Chút nữa ăn xong mới dẫn đi rửa tay. Ở đằng sau lưng Ngọc các bạn thấy không, cái bức tường á, treo mấy cái đó, cái đồ cổ đó. Ngọc nghĩ cái đồ cổ đó lâu năm đó các bạn á.
quý hiếm lắm đó. Nhìn rất là đẹp. Cái sảnh hồi nãy Ngọc quay các bạn thấy cái ghế ngồi không? Ngọc có chụp tấm hình chay Ngọc đăng lên Facebook của Ngọc á, dễ thương lắm. Cái góc người ta làm dễ thương. Cái bình, cái dĩa ăn cũng đẹp mà cái chén ăn thấy cũng đẹp. Cái nồi đất mà đang mà để trên bàn mà để kho thịt đồ này kia ăn đó, cái nồi đất đó là hình như là khoảng 20 đô một cái, là cỡ khoảng 400 mấy 500 ngàn tiền Việt Nam một cái nồi đất mà để kho thịt đó đó. Rồi ok, bây giờ là xong xuôi hết rồi các bạn. Cơm đồ đem về các bạn. Đem về để tối đồ này kia ăn, hay là chừng nào đói ăn chứ đâu có bỏ được. Đem về thịt vịt với lại thịt kho. Các bạn thấy không? À, không bỏ bất cứ một cái gì hết các bạn. Uổng là đồ ngon mà, đồ ăn uống mà mình bỏ phí lãng nữa. Bây giờ đó, đổ thịt heo vô nè. Rồi cái khó đi, người bắt đầu đi đâu thì cầm đi theo luôn, nguyên ngày luôn. Thấy không? Sạch sẽ không? Rồi bỏ vô cái bịch đem về, cầm cái bịch đàng hoàng lịch sự, bụng bự. Đây này các bạn, Ngọc ăn xong rồi. Wow, rất là ngon luôn. Ngọc lần tiếp theo mà Ngọc tới New York là sẽ khi mà ba mẹ Ngọc qua đây để dẫn ba mẹ đi ăn những cái nhà hàng nào ngon mà Ngọc đã từng ăn, những cái địa điểm mới của New York nữa. Bây giờ thì Ngọc đang ghé vô một cái tiệm tiện ích của Nhật Bản kế bên cái chỗ nhà hàng đó luôn các bạn. Người ta đã bán những cái sushi để mình về mình ăn nè. Sushi sống cũng có nữa nè. Cái này là đúng một cái tiệm tiện ích luôn. Ô, miso soup nè. Tất cả những thứ trong đây đều được nhập khẩu từ Nhật Bản qua không các bạn. Ngon ha. Cái này gì đây? Ô, cái này lạ nè. Cái này là đổ cái nước này vô ăn, cái này giống vô của mình quá ha. Này lạ nè các bạn nè. Nè giờ con ăn cái gì nè? Cái gì vậy con? Cho mẹ coi coi, cho mẹ coi coi. Trời ơi, cái này cho con nít nóng sốt. Con có bị sốt không? Không phải, cái đó cho con nít nóng sốt chứ không phải cho con, ok. Đúng rồi, chừng nào con bệnh đi, chừng nào ở nhà mình có. Cái này. Hả? À, mình ở New York mình không có hả? Thì vậy thôi, muốn mua mua tùy con à. Nó nói là cái Ngọc nói là cái nó nhà mình có, nó nói không, ở New York đâu có và ở Florida đâu có đâu. Ok, ghê gớm đó cô chú. Nước uống nè. Nè, Pikachu đâu? Ừ, Doraemon đó, bánh đó. Bánh Doraemon đó. Con có ăn không? Thường thường mẹ thấy con không có ăn á nha. Đây nè, cái bánh này ngon nè. Bánh này với cheese ăn ngon nè. Ồ, trong đây người ta có các bạn, người ta có để cái microwave cho mình luôn. Khi mà mình mua đồ ăn xong mà mình muốn hâm nóng á, mình hâm nóng ngay tại đây luôn. Ồ, quá tiện ích luôn các bạn ha. Để coi coi trong đây có những cái đồ gì mà Ngọc muốn mua mà ở bên Michigan không có không. Đây là những cái đồ sữa rửa mặt. Cái dầu gội này nhà Ngọc có nè. Dầu gội này nhà Ngọc có nè. Ngọc thì dầu gội Ngọc không có kén loại nào hết. Trời. Trời ơi, ai đưa con vậy? Ai đưa vậy? À, cái cô đó đưa cho con nói cảm ơn á hả? À, đây nè. Mua chay. Mua cái kem đánh răng nè. Con muốn lấy màu nào con lấy đi. Màu nào? Ok. Rồi bỏ vô giỏ của con đi. Coi chừng để quên đồ ha. Đây các bạn thấy đi New York mà cuối cùng vô đây giống y chang một chỗ Nhật không? Cái đó là kem bánh răng á con. Thịt hộp, thịt đồ, cá hộp rồi nữa nè. Rồi mì rồi nữa. Ngọc thì Ngọc cực kỳ thích đồ của Nhật. Bởi vì những cái sản phẩm mà Ngọc bán á các bạn. Ok, con muốn mua mấy cái con mua. Mua để dành đánh răng thôi mà. Ok, rồi ok, mua ba cái ba màu, giữ chưa? No, đủ rồi, đủ rồi. Không, con có bằng chải đánh răng rồi, không có mua cái đó nữa.
Cái này là cái gì ta? Cái này là gì chay? Bánh hay gì á? Hi, sorry. Ở trong đây là có bánh đây nè. Bánh này là chay cũng thích ăn đây nè. Bánh này chay cũng thích ăn nữa nè. Mua cái bánh này cho nó trên đường đi ăn rồi, rồi dọc. Nè, bỏ vô con. Bỏ vô. Không, con không ăn cái đó đâu. Con không ăn cái đó đâu. Mày biết con muốn ăn cái nào mà. Kẹo. Ôi ôi, trái cây, rau câu. Nguyên một ống kẹo của rau câu của Nhật nè. Tự nhiên đi vô cái cửa hàng này làm Ngọc nhớ tới hồi bữa Ngọc đi Nhật á. Rồi. Trà, matcha, cà phê, đủ thứ luôn. Bún. À, rong biển nè. Nhiều thứ các bạn. Đồ ướp nè. Đồ ướp thịt bò, ướp thịt, ướp cá đồ. Chay. Chay ăn cái cơm này với miếng rắc Doraemon này chay. Hồi đó nó ăn mà giờ nó hết ăn rồi. Cái vị của nó làm sao con, nó khó chịu lắm. Cái này rắc vô ăn ngon lắm chứ bộ, mà nó khó chịu. Mì nè, mì gói nè. Đây là các bạn thấy kẹo nè. Quá trời kẹo không. Còn cái này là hình như là cái ống xịt cho thơm miệng nè. Ống xịt cho, đây, ống xịt cho thơm miệng. Rồi trời, để coi con nó đi làm tới đâu rồi. Nó tới đâu rồi. Trời, hồi nãy giờ nó cứ cái khu này, nó đứng vòng miết cái khu này luôn á. Tại sao vậy? Tại sao không đi khu khác vậy? Hả? Bỏ vô cái gì rồi? Mẹ nói là con không có ăn cái này và cái này con cũng không ăn. Hả? Cô chú thấy đúng bà già đi chợ không cô chú? À, bà già đi chợ đó. Cái gì không cần thiết thì mình lấy ra nha. Mẹ không có tiền mua nha. Không được, không được. Trời, tôi kêu nó lấy ra mà lấy nó còn lấy thêm vô nữa, nó đổi. À, nó đổi. Ok, rồi hết tiền rồi. Cái nhà băng kêu tưng 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 tưng. Rồi đi. Con nói excuse me đi để cho bà cho. Đó, đúng rồi. Con nói lại là cô đi ra cho con ra liền à. Rồi đi ra tự tính tiền luôn. Trời, nó tự sách luôn rồi được đời. Đúng rồi, con quá lớn, quá to, quá cao rồi. Trời đó, con còn mua thêm kẹo nữa. Upsi gì, ăn mua ít kẹo thôi nha, không có tiền mua nhiều nha. Bà già đi chợ. Thôi, để cho cô chú coi đi chợ. Một cục kẹo thôi, không được mua ba cục. Thích cục nào nhất lấy đúng một cục. Còn bao nhiêu bỏ lại hết tất cả những cục kia. Rồi, sắp ra tính tiền. Yes, you can. Đi, 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 tính tiền. It's okay, đi, ra tính tiền. Con mua mà, nếu mà con mẹ mua là mẹ sẽ cầm. Còn cái này là con mua hết là con phải cầm. Hiểu chưa? Ồ, nãy ba đi quên đem theo nước ra uống này chay nè. Bây giờ mua nước uống này chay nè. No, JD, JD, I got it, I got it. I got it, put it back. Đây là mọi người, thì cái video clip tới đây là cũng hết rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video clip này. Nếu như mà bạn nào mà có tới mà New York á, có thể thử cái nhà hàng đó để ăn những cái món mà Ngọc đã ăn thử. Nếu mà về nói á, là các bạn nên ăn thử món gì thì các bạn nên ăn cái món thịt bà rọi, nên ăn cái món bye bye. Bye bye. She was so scared, but that's all right. Bye bye. Bye bye. Khi ông đó đi ngang qua thấy anh trai dễ thương quá nên ông lại nói chuyện. Các bạn ăn thử món thịt ba rọi nè, ăn thử món vịt nè, vịt Bắc Kinh nè, rồi ăn thử món cái gì đó, há cảo, không phải, không phải, không phải há cảo. Hoành thánh, hoành thánh mà với lại cái sa tế đó. Rồi ăn thêm cái gì đó ta. Ôi thôi, vậy là được rồi.
Còn mà muốn kêu thêm mấy cái món kia nữa thì mình có thể cứ kêu thêm, tại vì Ngọc đi ít quá, Ngọc không dám kêu nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem cái video clip này nha, like cho cái video, comment hoặc share cái video clip này, bấm vô nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo của gia đình. Còn bây giờ thì Ngọc xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.